Thực hiện lịch thời vụ sản xuất nông nghiệp vụ lúa đông xuân 2021-2022, đến nay nông dân ở vùng sản xuất phía Bắc quốc lộ 1A đã tập trung xuống giống trên diện tích hơn 13.250 ha. Trà lúa đang phát triển tốt. Ở những khu vực xuống giống không đảm bảo khung lịch thời vụ đã khuyến cáo và những nơi thường xuyên thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn ảnh hưởng ở cuối vụ thì không xuống giống lúa đông xuân để tránh thiệt hại cho sản xuất. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2022, nhiệt độ phổ biến thấp hơn từ 0 đến 0,50 độ C so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt cuối năm 2021, mực nước hạ lưu sông Mekong chịu ảnh hưởng của các đợt thủy triều trong các tháng mùa khô năm 2021. Tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong ở mức thiếu hụt từ 10 đến 15% so với trung bình nhiều năm. Xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn so với các năm trước và các đợt xâm nhập mặn có xu thế tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất dân sinh vào các thời kỳ và kéo dài cho đến tháng 5 năm 2022. Trong khi đây là thời gian cây lúa đang phát triển và cần nguồn nước ngọt ổn định. Để chủ động ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã xây dựng và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kịch bản phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh với 3 kịch bản. Theo đó, qua phân tích tình hình và dự báo thời tiết, ngành nông nghiệp đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chọn kịch bản 2 gây gắt tương đương mùa khô năm 2019-2020 làm phương án để chủ động trong chỉ đạo điều hành phát triển sản xuất. Với kịch bản 2 này, vụ đông xuân 2021-2022, Bạc Liêu sẽ giảm 3.400 ha lúa đông xuân ở các nơi có nguy cơ thiếu nước ngọt và diện tích sản xuất chủ yếu tập trung ở phía Tây, trục kênh Vĩnh Phong và diện tích ven theo các cống thuộc tiểu vùng giữ ngọt.